Mến chào tất cả anh em ha. Chào mừng anh em đã đến với cửa hàng Đông Cơ Nguyễn Châu, địa chỉ 237 Hùng Vương, thị trấn Gia Viễn, Châu Đốc, tỉnh Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay sẽ review cho anh em một cái lô máy động cơ mới vừa về nha anh em. Mitsubishi Isuzu 2 máy rồi 3 máy rồi ha. Kuta rồi em sẽ review cho anh em xem ha. Máy về ngoại hình còn chất lượng 80-90% nha anh em. Đây là con Mitsubishi NL2C 3C. Mấy con Mitsubishi hay mấy con Isuzu hai máy về khá là nhiều nha. Chiếc này về con nào nấy còn vô luôn nè anh em. Vô còn trắng bơm hết luôn. Đó, Isuzu hai máy. Loại 12 ngựa, 14 ngựa. 12 ngựa, 15 ngựa rồi 17 ngựa nha anh em. Isuzu E374 383 hai máy, mấy con Kuta T8E5 rồi nè, T850, mấy con dòng ngoài H66 cấp xám, H66 cấp xám rồi. Isuzu hai máy nè. Khá là đẹp. Isuzu 1296. Rồi em sẽ đem ý một con Isuzu 1296 là test cho anh em mình tham khảo nha. Thì máy ngoại hình khá là đẹp nha anh em. Máy ốc ánh là 7 màu luôn, khá là đẹp. Rồi em sẽ test một con nổ cho anh em xem nha. Đây em sẽ đề nổ cho anh em mình xem nha. Anh em nào mua mình có thể liên hệ số điện thoại là 0913 9486 0913 59 nha anh em. Xin chào tạm biệt tất cả anh em.